vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây, trời không mưa, trong ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 30 độ, khu vực vùng núi cao trong khoảng là từ 15 đến 20 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 60 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu dự báo nhiệt độ ở đây trong khoảng từ 18 đến 25 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Đến với khu vực huyện Mường Tè, ở đây được dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ, ở đây nhiệt độ được dự báo nằm trong khoảng từ 15 đến 20 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ dự báo trong khoảng từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Đến với khu vực huyện Nậm Nhùn, ở đây dự báo có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực huyện Tam Đường, dự báo nhiệt độ ở đây trong khoảng từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 18 đến 29 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Và cuối cùng sẽ là huyện biên giới Phong Thổ với nhiệt độ được dự báo nằm trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ hai diễn ra các hoạt động của Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023. Thời tiết tại tỉnh Lai Châu có nắng đẹp, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 30 độ C là dịp cuối tuần rất thích hợp cho quý vị và du khách đến với ngày hội để trải nghiệm những lễ hội, những nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc hay là tham quan các gian hàng đặc sắc đến từ trong và ngoài tỉnh. Và còn rất nhiều các hoạt động văn hóa rực rỡ sắc màu mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với bạn bè du khách khi mà đến với Lai Châu vào thời điểm này. Hứa hẹn sẽ đem lại cho quý vị và du khách những giây phút trải nghiệm và khám phá tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.